một trong số những tác phẩm khó đọc nhất, khó học nhất và cũng khó thi nhất. Nó gần như là một cái sự lo lắng và một nỗi ám ảnh với hầu hết các bạn học sinh lớp 12. Đó chính là Tùy bút người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Ở trong sách giáo khoa của các bạn thì tác phẩm này được xuất hiện từ trang thứ 185 đến trang thứ 192. Trang 185 thì chủ yếu là về tiểu dẫn của tác phẩm. Còn từ trang thứ 186 trở đi thì các bạn sẽ chính thức được đọc và tìm hiểu về tác phẩm này. Để có thể khẳng định là tác phẩm này có thực sự khó đến mức như vậy hay không, thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu đôi nét về tác giả. Nguyễn Tuân là một trong những nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại. Và trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 thì ông thực sự ghi đậm dấu ấn trong lòng độc giả với tập Vang bóng một thời. Và sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, ông vẫn có những tác phẩm mới, thế nhưng nó mang những nét sáng tạo hơn của chính bản thân mình. Nguyễn Tuân được biết đến là một nhà văn thực sự yêu cái đẹp. Ông luôn khám phá ra mọi góc cạnh của vẻ đẹp trên thế giới này. Con người và cảnh vật thiên nhiên khi vào trong văn chương của Nguyễn Tuân thì nó giống như là hóa thành những công trình nghệ thuật độc đáo và kỳ vĩ. Nếu như trước đây các bạn đã biết đến Nguyễn Tuân một cách nhẹ nhàng, bay bổng và có phần lãng mạn ở trong Chữ người tử tù, thì đến với Tùy bút người lái đò sông Đà, chúng ta sẽ gần như là hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về phong cách sáng tác của nhà văn này. Vẫn là yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên, yêu con người thôi. Thế nhưng ở Tùy bút người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân đã khắc họa ra được bức tranh thiên nhiên sinh động hấp dẫn của vùng núi rừng hoang sơ hùng vĩ, có phần hiểm trở và cũng có phần vừa thơ mộng ở phía tây bắc của Tổ quốc. Khi mà phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà thì chúng ta cần tập trung nêu rõ được những luận điểm chính sau. Thứ nhất, đó là vẻ đẹp của con sông Đà, bao hàm trong đó vừa là vẻ đẹp hung bạo, vừa có chất trữ tình của con sông Đà. Bên cạnh hình tượng con sông Đà thì chúng ta cần phải làm nổi bật được đó là hình tượng người lái đò sông Đà với vẻ đẹp của sự anh hùng và vẻ đẹp của người nghệ sĩ. Đầu tiên, ở luận điểm phân tích về hình tượng con sông Đà thì sông Đà được nhà văn xây dựng thành một nhân vật có mặt suốt từ đầu đến cuối thiên Tùy bút. Nó tạo nên giá trị độc đáo của tác phẩm này. Dưới ngòi bút tài hoa và uyên bác của Nguyễn Tuân thì sông Đà không còn là một con sông vô tri vô giác nữa, mà nó là một nhân vật có cá tính, có tâm trạng, có hoạt động phong phú và phức tạp. Nguyễn Tuân đã nhận xét một cách khái quát rằng đây chính là con sông Tây Bắc hung bạo và trữ tình. Hai cái đặc điểm hung bạo và trữ tình này được nhà văn triển khai trong suốt cả bài Tùy bút. Nguyễn Tuân gặp sông Đà trong một chuyến công tác Tây Bắc, con sông ấy hiện lên trong mắt ông là cả một kỳ vĩ của thiên nhiên. Vậy nên dù chỉ mới gặp sông Đà thôi, thế nhưng nó cứ như một người bạn tri kỷ lâu năm vậy. Sông Đà trong mắt của Nguyễn Tuân là một con sông nguyên sơ và đầy cá tính. Vậy nên khi mở đầu đoạn trích, tác giả nhắc đến sông Đà bằng hai câu thơ. Hai câu đề từ đó là gì ạ? Đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông và Chúng thủy giai đông tẩu, Đà giang độc bắc lưu. Hai cái lời đề từ này giống như một lời khẳng định. Lời đề từ đầu tiên thì khẳng định cho cái gì ạ? Cho cái nét đẹp trữ tình của con sông Đà. Còn lời đề từ thứ hai, Chúng thủy giai đông tẩu, Đà giang độc bắc lưu, có nghĩa rằng là gì ạ? Mọi con sông đều chảy về hướng đông, chỉ riêng con sông Đà thì chảy về hướng bắc. Câu thơ của nhà thơ Nguyễn Quang Bích được tác giả lựa chọn làm câu đề từ thứ hai với nhiều ý nghĩa. Nó thể hiện cho việc con sông Đà là con sông duy nhất chảy ngược hướng, cái nét cá tính độc đáo riêng biệt. Bên cạnh đó, ở trong nghệ thuật thì nhà văn Nguyễn Tuân cũng được coi là một Đà giang độc bắc lưu. Quay trở lại với sự dữ dội của sông Đà. Dữ dội của sông Đà không phải chỉ ở thác đá, mà nó còn là cảnh đá bờ sông dựng vách thành hiểm trở. Có vách đá chẹt dòng sông Đà như một cái yết hầu, đứng bên này bờ nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách. Có quãng con nai con hổ đã có lần vọt từ bên bờ này sang bên bờ kia. Mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời. Tác giả đã sử dụng nhiều giác quan như là thị giác, xúc giác để cảm nhận cái quãng sông này. Không chỉ có mặt nước đâu mà cảnh vật cũng vô cùng hiểm trở. Nó sẵn sàng lấy đi tính mạng của người khác. Dài hàng cây số nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông Đà. Quãng này mà khinh suất tay lái thì cũng dễ lật ngửa bụng thuyền ra. Cái sự nguy hiểm của sông Đà dài hàng cây số tít tắp cuồn cuộn có thể đánh gục được cả con thuyền và cả những người lái đò nữa. Nguyễn Tuân đã sử dụng nhiều câu văn ngắn, điệp từ, điệp cấu trúc để gợi lên cái nhịp chuyển động gấp gáp của sóng gió đang phối hợp với nhau đang tạo thêm cái nét hung bạo của con sông Đà. Đó là tính chất hung bạo của con sông Đà thể hiện qua cái dữ dằn của gành sông với sự hợp sức của gió, của sóng và của đá. Dường như chúng phối hợp với nhau một cách chặt chẽ để tăng thêm sức mạnh uy hiếp đe dọa con người trên quãng mặt gành hát lóng. Hung bạo hơn nữa là những cái hút nước khủng khiếp. Trên sông bỗng có những cái hút nước giống như những cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Vì nước bị hút quá mạnh nên phát ra những âm thanh được nhân cách hóa giống như tiếng nước thở và kêu như cửa cái cống cái bị sặc,
Do nước bên trong và ngoài cống chênh nhau quá là nhiều, phát ra cái tiếng kêu ọc ọc ghê sợ để tô đậm thêm sự nguy hiểm của cái hút nước. Nhà văn cũng đã phối hợp giữa tả và kể. Ở đây, yếu tố tự sự góp phần rất quan trọng để kích thích trí tưởng tượng của người đọc. Nếu câu văn ở trên thiên về tả thì hai câu dưới thiên về kể. Đó là gì ạ? Nhiều bè gỗ rừng đi nghênh ngang vô ý, vân vân. Con sông Đà hung bạo còn ở những thác nước nữa. Nhiều thác nước như bày sẵn thế trận, sẵn sàng chặn đánh tiêu diệt người lái đò. Đặc biệt với những ai xuôi dòng ở những nơi này thì sông Đà được mô tả như có cả một cái bầy thủy quái vừa hung hăng bạo ngược, vừa nham hiểm xảo quyệt. Lúc thì thác nước khiêu khích chế nhạo, khi thì hò la gầm thét như tiếng 1000 con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu che nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa. Rừng lửa cũng gầm thét với đàn trâu ra cháy bùng bùng. Thác nước càng được nhân thêm sức mạnh công phá, nhân thêm mối nguy hiểm đối với nhà đò vì sự góp mặt của hàng ngàn tảng đá to đá nhỏ. Mỗi hòn đá được khắc họa như một quái vật từ ngàn năm vẫn kiên trì mai phục ở nơi đây để bày ra thạch trận giữa lòng sông. Mỗi lần thấy một con thuyền nhỏ nào vào đường ngoặt sóng là chúng lập tức nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền. Tác giả đã dựng dậy và thổi cái sự sống vào cho những hòn đá vô tri vô giác, khiến cho người đọc hình dung chúng cũng táo tợn, cũng hung bạo như một lũ giặc điên cuồng. Dưới ngòi bút của người nghệ sĩ ngôn từ thì vẻ đẹp man dại cùng với sức mạnh huyền bí của sông Đà được hiện ra ở nhiều góc độ khác nhau. Đây chính là tiềm năng to lớn của Đà Giang khi nó được con người chinh phục. Đấy là vàng trắng quý báu của đất nước chúng ta. Chính vì vậy mà Nguyễn Tuân nghĩ tới hình ảnh của những tuốc bin thủy điện. Điều đó cũng có nghĩa là nhà văn nghĩ tới vai trò vị trí của sông Đà trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Nét đẹp thứ hai chúng ta cần phải làm nổi bật ở con sông Đà được nhà văn Nguyễn Tuân miêu tả, đó là gì ạ? Là nét đẹp thơ mộng và trữ tình của con sông Đà. Trước hết, Nguyễn Tuân miêu tả sông Đà một cách bao quát qua câu văn. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 là cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Một cái hình ảnh so sánh độc đáo kết hợp với điệp ngữ tuôn dài, mở ra trước mắt người đọc chúng ta một con sông dài vô tận miên man, trùng điệp giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng. Đặc biệt ở đây, cách kết hợp từ rất là độc đáo. Cái từ áng thường được sử dụng để nói về gì? Áng thơ, áng văn. Nhưng ở đây nhà văn Nguyễn Tuân lại sử dụng là áng tóc trữ tình. Và quả thật là chỉ cho đến khi chúng ta học người lái đò sông Đà, chúng ta mới thực sự quen với cái từ áng tóc. Áng tóc ở đây lại còn áng tóc trữ tình nữa. Sông Đà nó giống như là một cô gái, một thiếu nữ trẻ trung với một cái mái tóc dài đẹp đẽ óng ả. Điểm lên đó là những bông hoa gạo đỏ rực hai bên bờ sông, khiến cho chúng ta hình dung rằng cái mái tóc của người con gái giống như được trang trí thêm hoa ban trắng tinh, hoa gạo đỏ rực, một cái vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Không chỉ vậy, vẻ đẹp trữ tình của sông Đà còn được Nguyễn Tuân miêu tả qua màu sắc của nước sông. Tôi đã say sưa làn mây mùa xuân bay trên sông Đà, tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước sông Đà. Mùa xuân dòng xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô. Mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa. Lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về. Chúng ta thấy rằng là Nguyễn Tuân giống như một người họa sĩ, ông ấy đang kiên nhẫn ngắm nhìn sự thay đổi từ từ dòng nước sông Đà để có thể vẽ nên cái kiệt tác nghệ thuật của mình. Cái cách miêu tả dòng nước sông Đà của nhà văn cũng hết sức là sáng tạo. Mùa xuân thì nhà văn nói là gì? Nước sông mang màu xanh ngọc bích, vừa có sắc xanh lại vừa có ánh xanh lung linh, lấp lánh ngập tràn khắp không gian, khiến cho sông Đà trở thành một khối ngọc bích khổng lồ. Mùa thu thì sao? Nước sông Đà lại màu đỏ giống như da mặt của một người bầm đi vì rượu bữa. Cho chúng ta cảm giác là gì? Sông Đà nó cũng đậm phù sa, nó cũng đem đến màu mỡ cho biết bao nhiêu cánh đồng phì nhiêu chủ phú. Thế nhưng mà nước sông Đà không có màu đen như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra đổ mực Tây vào, mà gọi bằng một cái tên Tây lếu láo rồi cứ thế mà phết vào bản đồ lai chữ. Câu văn ở đây không chỉ nói đến màu sắc của nước sông đâu. Một khi đã nhắc đến thực dân Pháp thì sao? Tác giả còn gửi gắm vào đó tình yêu nước nữa. Ngoài ra, Nguyễn Tuân còn nhìn con sông Đà giống như một cố nhân. Nhà văn kể lại nỗi thèm thuồng khoảng không gian thoáng đãng trên sông Đà như khi ông lạc vào rừng sâu Tây Bắc. Nhớ sông Đà, Nguyễn Tuân lặn lội đi tìm con sông như tìm một người bạn cũ. Và rồi sông Đà hiện hình trước mắt ông mà dấu hiệu nhận biết chính là gì? Cái miếng sáng lóe lên một màu nắng tháng ba đường thi, yên hoa tam nguyệt há dương châu ấy. Cảm xúc của người lâu ngày gặp lại con sông Đà vui như thấy giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Rõ ràng ở đây sông Đà chính là một người bạn, mà nói đúng hơn là một người tri kỷ, một người bạn cũ của nhà văn. Một lần nữa Nguyễn Tuân lại thay đổi điểm nhìn của mình, đặt mình trong vị trí của người khách hải hồ đi thuyền trên sông Đà. Từ
từ đó có những phát hiện độc đáo về cảnh vật hai bên bờ sông. Thuyền tôi trôi trên sông Đà. 6 thanh bằng trên một câu văn khiến cho câu văn nó mượt mà, giống như là một cái sự êm ái mà một con thuyền đang chở du khách vậy. Trước mắt nhà văn thì cảnh vật ven sông lặng tờ, dường như nhà văn đang sống ở một cái thời đại nào đó xa xôi lắm, cổ kính lắm. Nó chẳng có âm thanh của xe cộ, của súng đạn đâu. Đan xen vào đó một nỗi hoài nghi gợn lên lòng người nghệ sĩ, đó là gì ạ? Hình như từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Bao nhiêu thời đại trôi qua trên dòng sông Đà vẫn lặng tờ, vẫn lim dim mơ màng giữa núi rừng Tây Bắc. Hai bên bờ sông cảnh vật yên ả thanh bình, tràn trề nhựa sống như đang bắt đầu vào mùa sinh sôi nảy lộc. Rồi thì trước mắt nhà văn hiện ra một nương ngô. Ngô chưa ra trái, ngô chỉ mới nhú lên mấy cái lá ngô non đầu mùa thôi. Rồi cỏ xanh mơn mởn đang phun trào những lộc búp. Rồi thì gì? Một đàn hươu thơ ngộ đang cúi đầu ngốn búp cỏ danh đẫm sương đêm. Một cái khung cảnh hiện ra quá đỗi là yên bình. Nói tóm lại là khi mà phân tích vẻ đẹp trữ tình thơ mộng của sông Đà, chúng ta cần phải làm nổi bật lên được. Đó là thác gành chỉ còn lại trong nỗi nhớ và thuyền tôi trôi trên sông Đà. Một cái sự mơ màng, lặng tờ. Rồi thì thiên nhiên hòa vào trong vẻ đẹp trong trẻo nguyên sơ kỳ thú, với những cỏ danh đồi núi đang ra những búp non, với những đàn hươu cúi đầu ngốn búp cỏ danh đậm sương, rồi so sánh bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử. Hồn nhiên như nỗi niềm cổ tích tuổi xưa mở ra những liên tưởng về sự bát ngát, lãng mạn, hư hư thực thực của dòng sông. Rồi thì người với cảnh có sự tương giao hư thực đan xen, đó là tiếng còi, tiếng hươu, cảnh làm cho vị tình nhân non nước sông Đà xúc động trong thực và trong mơ. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng, nghệ thuật của ngòi bút lãng mạn tài hoa tinh tế, nhà văn đã hiến cho độc giả hình ảnh sống động, ấn tượng và sâu sắc, với nghệ thuật là lấy động tả tĩnh. Cái tĩnh hàm chứa sự bất ngờ bởi sự biến hóa liên tiếp, thuyền thả trôi, rồi con hươu, rồi ánh cỏ sương, rồi tiếng còi sương, đàn cá rầm xanh quẫy vọt, vân vân. Tất cả những cảnh vật nó đều ở trong trạng thái động, không chịu ép mình và đều mang hơi thở vận động của cuộc sống nhiều chiều. Nhà văn cũng đã trải lòng mình với dòng sông, hóa thân vào nó để lắng nghe nhịp sống của cuộc đời mới, để nhớ, để thương cho dòng sông của quê hương, dòng sông của đất nước. Khi mà thưởng ngoạn vẻ đẹp sông Đà thì lòng ông dậy lên một cái cảm giác liên tưởng về lịch sử, về tình cảm đối với cố nhân. Thể hiện rất rõ thông qua việc là ông nhắc tới đời Lý, đời Trần. Trước vẻ đẹp hoang dại của sông Đà, nhà văn suy nghĩ về tiếng còi tàu, rồi cuộc sống hiện đại. Sự trải lòng hóa thân vào dòng sông đó, trong cái đắm đuối của tình non sông đất nước đó, nó dường như là sự nhớ thương hòn đá thác, lắng nghe giọng nói trôi những con đò mình nở. Đối với người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân thì điều đầu tiên mà chúng ta bắt gặp đó là hình ảnh con sông Đà, được nhà văn miêu tả rất là tài ba và xây dựng vô cùng chân thực sống động. Thế nhưng con sông Đà hiện lên dù chân thực, hung bạo hay trữ tình đến đâu, nó cũng chỉ làm nền cảnh để Nguyễn Tuân tô lên chân dung của con người mới trong xã hội chủ nghĩa thông qua hình tượng ông lái đò sông Đà. Chỉ khi mà ông lái đò xuất hiện thì bức tranh Đà Giang của Nguyễn Tuân mới thực sự trở nên hoàn chỉnh, bởi vì ông lái đò chính là chủ thể của bức tranh thiên nhiên. Để mà có được điều đó thì Nguyễn Tuân phải giác ngộ được tư tưởng, lý tưởng của Đảng. Trong văn chương Những người nghệ sĩ cách mạng thì thiên nhiên hiện ra hùng vĩ mỹ lệ đến đâu cũng chỉ làm nền để tô lên sự hiện diện của con người thôi. Con người làm chủ thiên nhiên, làm chủ núi rừng, làm chủ dòng sông, làm chủ cuộc đời mình. Ông lái đò sông Đà cũng là một nhân vật như vậy. Khi mà phân tích hình tượng người lái đò sông Đà thì thực sự là nhìn vào cái sơ đồ tư duy thôi, có lẽ là các bạn cũng đã cảm thấy rất là ngợp rồi. Bởi vì có rất là nhiều thứ chúng ta cần phải phân tích, cần phải làm nổi bật về cái hình tượng nhân vật này. Người lái đò sông Đà xuất hiện lên với hình ảnh gì ạ? Sự trí dũng, bên cạnh đó còn là sự tài hoa nghệ sĩ. Trí ở đâu và dũng ở đâu? Trí là gì? Là cái sự am hiểu về dòng sông, là cách nhớ tỉ mỉ các luồng nước của tất cả con thác hiểm trở, là nắm bắt binh pháp của thần gió, rồi kinh nghiệm lái đò. Còn dũng thể hiện ở đâu? Để mà phân tích được cái chất dũng của người lái đò sông Đà thì chúng ta lại cần phải phân tích thông qua 3 cái chủng vi thạch trận. Từ đó thấy được cái sức mạnh và ý chí con người trong cuộc đấu tranh với lực lượng tự nhiên để bảo vệ, để sinh tồn. Và bên cạnh đó cũng là sự làm chủ thiên nhiên, làm chủ cuộc sống của con người trong thời đại mới như thế nào. Thế còn tài hoa nghệ sĩ được thể hiện qua đâu ạ? Thứ nhất là khi ông đã vượt được qua sóng thác. Thứ hai là ở cuộc sống của những người lái đò, tuy nghèo, tuy hiểm nguy nhưng họ vẫn gắn bó với nghề, vẫn hạnh phúc với cuộc sống bình dị. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Tuân đặt tên cho đứa con tinh thần của mình là người lái đò sông Đà đâu. Bởi vì cuộc sống của người lái đò sông Đà quả thực là một cuộc chiến đấu hàng ngày với thiên nhiên. Mọi thứ thiên nhiên Tây Bắc có nhiều lúc trông nó thành ra diện mạo và tâm địa của một kẻ thù số 1 ý.
Thế nhưng qua cuộc chiến đấu đó, ông Đò được bộc lộ tài năng và kinh nghiệm suốt 10 năm gắn bó với thác sông Đà, với cái nghề lái đò đó. Và theo như Nguyễn Tuân thì người lái đò đã xuôi ngược trên dòng sông Đà không dưới 100 lần, trong đó có tới 60 lần ông cầm lái. Con số 10 năm 100 lần hơn 60 chính là minh chứng rất rõ ràng cho kinh nghiệm dày dặn của ông lái đò. Trên thác đá đầy đủ tướng giữ quân tợn, những hút nước chết người, những yết hầu chật hẹp, lạnh lẽo và sóng xô đá, đá xô gió. Bỗng hiên ngang một người lái đò hùng dũng, oai phong như khắc như chạm. Bước vào cái tuổi 70 rồi, đầu tóc bạc trắng rồi, thân hình ông lái đò vẫn đẹp như một pho tượng tạc bằng đá cẩm thạch. Nước da ánh lên chất sừng, chất mun, cánh tay rắn chắc, trẻ tráng. Tay ông lêu nghêu như cái xảo, chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh như kẹp lấy một cuốn lái tưởng tượng. Cặp mắt thì sao ạ? Tinh anh, nhãn lực thì nhìn xa vời vợi. Và trên ngực của ông thì nổi lên một số củ nâu. Cái thương tích trên chiến trường sông Đà mà Nguyễn Tuân ngưỡng mộ gọi là gì? Thứ huân chương lao động siêu hạng. Ông lái đò sông Đà này có tay lái ra hoa, cũng đã từng vượt qua bao nhiêu trùng vây thạch trận, giao phong sinh tử với lũ đá nơi ải nước. Sau hơn 10 năm chèo đò và chỉ huy một con thuyền có 6 mái chèo đã ngược xuôi, không chỉ mang vẻ đẹp ngoại hình gắn với lao động sông nước, ở ông còn in đậm vẻ đẹp tâm hồn và tính cách. Thứ nhất thể hiện ở cái sự từng trải giàu kinh nghiệm, có sự hiểu biết sâu sắc về luồng lạch trên sông Đà. Ông lái đò thể hiện được sự hình thành tính cách của mình qua trí nhớ ông được rèn luyện cao độ bằng cách lấy mắt mà nhớ tỉ mỉ, như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở. Sông Đà đối với ông lái đò như một trường thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc đến cả những cái dấu chấm than, chấm câu và những đoạn xuống dòng. Chính vì vậy mà ông lái đã nắm chắc được binh pháp của thần sông thần đá rồi. Ông cũng thuộc quy luật phục kích của lũ đá. Đó chính là hình ảnh của những người lao động. Họ yêu nghề, đặc biệt ở đây là ông lái đò. Ông yêu nghề sông nước, ông từng trải và giàu kinh nghiệm. Thứ hai là cái sự thông minh và linh hoạt, dũng cảm như một viên tướng tài ba, như một nghệ sĩ trong nghệ thuật vượt thác trên sông Đà. Cuộc sống của người lái đò sông Đà là một cuộc chiến đấu hàng ngày, và ngày nào cũng phải giành lấy sự sống từ tay những con thác. Cái vẻ đẹp này được ngòi bút Nguyễn Tuân thể hiện qua hình ảnh ông lái đò vượt thác. Vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của ông lái đò là sự tài ba dũng mãnh của một vị thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm thủy chiến. Chất tài hoa nghệ sĩ của ông lái đò là bản lĩnh chiến đấu và là tinh thần dũng cảm phi thường. Cái cảnh vượt thác của ông lái đò đã thể hiện rất rõ cái vẻ đẹp và cốt cách đó. Ở trùng vây thứ nhất thì sao? Ông lái đò xung trận với khí thế, nghênh chiến quyết thắng. Cảnh hỗn chiến ác liệt diễn ra. Nguy hiểm là vậy nhưng ông lái đò vẫn bình tĩnh, hai tay giữ mái chèo khỏi bị hất lên khỏi sóng. Ngay cả lúc bị con thủy quái này đánh miếng đòn hiểm nhất, bóp chặt lấy bộ hạ, đau điếng, nhưng vị thuyền trưởng vẫn hai chân kẹp lấy cuống lái, dù mặt méo sạch vì đau đớn, nhưng tiếng chỉ huy của ông vẫn sắc lạnh tỉnh táo, đưa con thuyền thoát khỏi nguy hiểm. Ở trùng vây thứ hai lại vô cùng hiểm trở, bố trí nhiều cửa tử hơn. Ông lái đò bắt đầu cuộc tấn công bằng cách là gì? Nắm chặt được cái bờm sóng đúng luồng rồi. Ông cho con thuyền phóng nhanh vào cửa sinh mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy. Bọn tướng đá, đứa thì ông tránh mà rảo bơi trèo lên, đứa thì bị ông đè sấn lên mà chặt đôi ra để mở đường tiến. Cuối cùng thì ông đã thắng, còn bọn đá tướng thất bại thảm hại, đưa cái mặt tiêu nghỉu, xanh lẻ thất vọng. Ở trùng vây thứ ba, khi mà bên trái bên phải đều là luồng chết cả, đã vậy còn bố trí bọn đá hậu vệ, canh cửa hòng bắt chết cái thuyền. Ông lái đò mưu trí phóng thẳng con thuyền, chọc thủng trùng vây rồi vút qua cổng đá cánh mở cánh khép. Con thuyền như một mũi tên che vút vút xuyên nhanh qua hơi nước, thế là hết thác, sông nước lại thanh bình. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng, ông lái đò oai phong lẫm liệt như một vị danh tướng trí dũng song toàn, quyết đoán và quyết thắng. Cái vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của ông lái đò được Nguyễn Tuân khám phá và ca ngợi. Những cái ẩn dụ so sánh nhân hóa được tác giả sử dụng sáng tạo, gợi lên cảm giác mãnh liệt đầy ấn tượng. Một vẻ đẹp không thể không nhắc đến ở người lái đò sông Đà, đó là sự khiêm nhường bình dị, phong thái ung dung mang cốt cách của người nghệ sĩ. Khái niệm tài hoa nghệ sĩ trong sáng tác của Nguyễn Tuân có một cái nghĩa khá là rộng. Không cứ phải là những người làm văn, làm thơ, mà cả những người mà làm những nghề họ chẳng liên quan gì đến nghệ thuật cũng được coi là nghệ sĩ. Chỉ đơn giản là khi mà công việc của họ đạt đến trình độ tinh vi và siêu phàm thôi. Thế thì trong người lái đò sông Đà, nhà văn Nguyễn Tuân đã xây dựng một hình tượng người lái đò nghệ sĩ mà ông trân trọng gọi là gì? Tay lái ra hoa. Nghệ thuật ở đây là nắm chắc cái quy luật tất yếu của sông Đà, và vì làm chủ được nó nên là có tự do. Đối với người lái đò sông Đà thì để làm nổi bật được sự tài trí dũng cảm tuyệt vời cùng với nghệ thuật can trường của người lái đò, Nguyễn Tuân đã tái hiện lại một cuộc vượt thác leo gành của ông. Nếu như ở thời điểm trước đây,
Nhà văn Nguyễn Tuân đã một đời say sưa đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ trong con người, để rồi nhà văn chỉ tìm được những mảnh vụn rời rạc bơ vơ của một thời đã qua, nay chỉ còn vang bóng. Thì giờ đây, trong cái công cuộc, trong hành trình đi tìm cái đẹp, thì ông đã tìm được thứ vàng 10 đã qua thử lửa của cách mạng. Đó là người lái đò trên sông Đà. Những con người ấy họ sống trong niềm vui và hạnh phúc bởi vì họ luôn tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Họ sống vượt qua khó khăn và nguy hiểm như một phần tất yếu của cuộc đời để họ thấm thía hơn bao giờ hết cái niềm mong mỏi, một bến xe nào đó trong sương mù. Người lái đò sông Đà có lúc là một vị tướng lĩnh chinh phục con nước dữ, nhưng cũng có lúc ông sống thật êm ả bình dị. Đêm ấy, nhà đò đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam và còn bàn tán về cá anh vũ, cá dầm xanh và đôi khi nhỡn giới vỏi vọi bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm ngày xưa. Người lái đò sông Đà có một cái cuộc sống lãng mạn của người nghệ sĩ trong nghề nghiệp của mình. Lúc dữ dội căng thẳng là như vậy, nhưng mà khi yên ả bình lặng, mơ màng thì lại có sự thoát tục. Họ hài lòng với cuộc sống của mình chứ. Cuộc sống của họ ngày nào cũng chiến đấu với sông Đà dữ dội, ngày nào cũng giành lấy sự sống từ tay những cái thác, thế nên nó cũng không có gì hồi hộp đáng nhớ. Nếu như cái sự mưu trí dũng cảm của người lái đò sông Đà được thể hiện qua phong thái ung dung khi đối đầu với thác dữ, thì chất nghệ sĩ tài hoa của ông được thể hiện ở việc ông ưa những khúc sông nhiều gành thác, không thích lái đò trên dòng sông bằng phẳng. Ông coi việc chiến thắng con thủy quái là chuyện thường sau khi vượt thác, và có những buổi tối đốt lửa nướng cơm lam và bàn tán về những loài cá cùng nhau. Hình tượng ông lái đò sông Đà là đại diện cho con người lao động Tây Bắc trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, là những con người vừa có phẩm chất anh hùng, vừa tài hoa nghệ sĩ, chứa đựng chất vàng 10 đã qua thử lửa mà nhà văn Nguyễn Tuân luôn luôn đi tìm. Chốt lại một điều, đó là người lái đò sông Đà không đến nỗi khó khăn như chúng ta vẫn nghĩ. Nếu như các bạn đọc kỹ, đọc sâu và đọc để hiểu từng chi tiết một trong tác phẩm Người lái đò sông Đà, thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ cảm thấy thú vị nhiều hơn là e ngại. Nếu để mà nói riêng về khả năng diễn đạt và vốn ngôn ngữ của Nguyễn Tuân ấy, thì chúng ta thấy rằng nó là một cái điều gì đó rất là phong phú. Cứ mỗi một từ ngữ khi đưa vào câu văn thì dường như đã được chắt lọc, gọt giũa cẩn thận. Nguyễn Tuân cũng đã khéo léo sáng tạo nên nhiều những từ ngữ độc đáo mới lạ. Giọng văn của ông thì đôi khi nó có vẻ thô kệch vậy thôi, nhưng mà nếu dàn trải ra thì nó lại hết sức cô đúc và tự nhiên. Tác giả không chỉ viết nên những trang văn tài hoa mà còn khiến cho người đọc cảm nhận được âm hưởng trong mỗi đoạn văn. Nguyễn Tuân viết về người lái đò sông Đà cũng như viết về một vùng quê hương tổ quốc. Ông thể hiện nguồn cảm xúc yêu thương tha thiết đối với người lao động và thêm vào đó là tình yêu thiên nhiên đất nước. Và quả thực thì chính văn chương của Nguyễn Tuân đã mang đến cho chúng ta một cái vẻ đẹp tri thức, hào hoa, uyên bác.